Bệnh viện thẩm mỹ Nam An tiếp tục kiện công ty sen vàng. Sau vụ hợp tác không thành công, yêu cầu hoàn lại 400 triệu đồng. Liên quan đến cuộc thi Miss Grand International 2023. Chiều ngày 5 tháng 2, trên các trang mạng xã hội chính thức của công ty cổ phần bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Nam An, dẫn thông cáo báo chí về việc bệnh viện này đang khởi kiện công ty cổ phần quảng cáo thương mại sen vàng, gọi tắt công ty sen vàng, trong vụ kiện thứ hai, đòi sen vàng trả lại 400 triệu đồng. Theo thông cáo báo chí, bệnh viện thẩm mỹ Nam An thông tin, với những tranh chấp đã phát sinh giữa bệnh viện thẩm mỹ Nam An và công ty Sen Vàng, ngày 2 tháng 2 năm 2024, bệnh viện thẩm mỹ Nam An tiếp tục tiến hành vụ kiện tiếp theo đối với Sen Vàng, trong một dự thảo thỏa thuận hợp tác 3 tỷ đồng để giám đốc bệnh viện thẩm mỹ Nam An được làm ban giám khảo cuộc thi hoa hậu hòa bình quốc tế 2023, Miss Grand International 2023. Qua đó Sen Vàng sẽ tiếp tục quảng bá thương hiệu cho bệnh viện. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Như Lan, Tổng Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An, cho hay, ngày 17 tháng 3 năm 2023, giữa Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An và công ty Sen Vàng, ký hợp đồng quảng bá thương hiệu, trị giá 10 tỷ đồng thông qua cuộc thi Miss Grand 2023. Việc hợp tác này bệnh viện đang khởi kiện sen vàng hồi tháng 12 năm 2023 vì cho rằng sen vàng vi phạm hợp đồng và tòa án nhân dân quận Bình Thạnh đang thụ lý. Đến tháng 9 năm 2023, công ty Sen Vàng tiếp tục mời bệnh viện thẩm mỹ Nam An hợp tác quảng bá thương hiệu tại cuộc thi Miss Grand International 2023. Trong đó, công ty Sen Vàng sẽ thực hiện các công việc quảng bá thương hiệu cho bệnh viện thẩm mỹ Nam An thông qua Miss Grand International 2023 với tư cách doanh nhân Nguyễn Thị Như Lan là ban giám khảo cuộc thi giá trị việc hợp tác này dự kiến là 3 tỷ đồng, cùng một số thỏa thuận khác, bà Lan nói. Tuy nhiên, theo bà Lan trình bày trong đơn khởi kiện, gửi Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh, hai bên dự kiến ký kết hợp đồng vào ngày 7 tháng 9 năm 2023, đồng thời do tin tưởng đối tác, nên Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An đã thanh toán trước 400 triệu đồng, trên 3 tỷ đồng cho công ty Sen Vàng, trước cuộc thi Miss Grand International 2023 nhưng kể từ thời điểm chuyển tiền, sau đó giữa các bên làm việc có nhiều phát sinh, và do hoài nghi về tính pháp lý của cuộc thi Miss Grand International 2023, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An nhiều lần yêu cầu Sen Vàng cung cấp các tài liệu, chứng minh Sen Vàng là ban tổ chức của cuộc thi, Sen Vàng có thẩm quyền ký kết hợp đồng với tổ chức cá nhân, làm ban giám khảo cuộc thi Miss Grand International 2023 hay không. Xong, theo bà Lan, phía sen vàng không cung cấp các văn bản tài liệu nói trên với lý do bảo mật thông tin với các cá nhân và đối tác khác và yêu cầu bệnh viện tiếp tục thanh toán tiền trong khi thực tế hợp đồng giữa các bên chưa được ký kết ceo nguyễn thị như lan trình bày thêm theo dự thảo thỏa thuận ban đầu nếu ký hợp đồng tôi làm ban giám khảo cuộc thi tức sẽ được tham gia nhận xét đánh giá lựa chọn các thí sinh nhưng thực tế ở đêm chung kết tôi không được thực hiện vai trò của ban giám khảo tôi chỉ ngồi ở vị trí đó như bù nhìn, bà Lan bức xúc và cho biết thêm, ngay sau đêm chung kết, tôi cũng thể hiện bức xúc của mình tại các buổi livestream của tôi, chứ không phải đến bây giờ tôi mới bức xúc, bà Lan nhấn mạnh. Cho rằng quyền lợi của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An bị xâm phạm, nên lần này Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An tiếp tục khởi kiện công ty sen vàng trong vụ án thứ hai, yêu cầu Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh. Buộc sen vàng hoàn trả lại cho bệnh viện 400 triệu đồng tiền gốc và lãi phát sinh theo quy định.